Thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây chúng tôi đã tổng hợp. Mời quý vị cùng điểm qua. Ở Mỹ nói về việc ai là người có thể hạ sát Zelensky. Tuyên bố cứng rắn của Moscow về các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ ra đòn tấn công Zelensky. Sai lầm chiến thuật khiến chiến dịch phản công của Ukraine bế tắc phương Tây giáo giết trước loạt thắng lợi của Nga. Tổng thống Zelensky tiết lộ tình thế của Ukraine tại Adika Ở Mỹ thừa nhận khả năng xung đột với Nga nếu Ukraine là thành viên của NATO. Mỹ loay hoay giữa Israel và Ukraine Cựu sĩ quan tình báo CIA Finn Girandi cho biết CIA có thể tự mình loại bỏ Zelensky, nhưng rất có thể họ sẽ chuyển vụ giết người đó sang cho các quan chức hoặc tướng lĩnh thù địch với Tổng thống khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho cựu sĩ quan tình báo về khả năng Zelensky bị đặc vụ CIA giết chết. Ông trả lời, rất có thể CIA sẽ hạ sát Zelensky, nhưng có lẽ họ sẽ cố ép một ai đó trong số các quan chức hoặc tướng lĩnh địa phương, nghĩ cách tổ chức vụ sát hại Zelensky. Ông Girandi trả lời, cựu đặc vụ này đã chia sẻ thông tin riêng của mình về thái độ mọi người trong cộng đồng tình báo Mỹ. Theo Girandi, CIA cơ quan tình báo quân sự và những người cung cấp thông tin cho Bộ Ngoại giao đều thống nhất rằng thất bại của Kiev là không thể tránh khỏi. Cựu sĩ quan tình báo lưu ý rằng họ chỉ có ý kiến khác nhau về việc Zelensky có thể cầm cự được bao lâu. Nhà phân tích cũng nói rằng cộng đồng tình báo biết rõ về số tiền lớn mà Tổng thống Ukraine đã đút túi riêng. Ngoài ra, ông Girandi còn bình luận về phát biểu của ông Zelensky về sự hỗ trợ toàn diện của Kiev ở phương Tây. Tôi tự hỏi ông Zelensky đang uống gì? Tôi không thấy có nhiều thông tin về đề nghị giúp đỡ. Tôi nghĩ ông ta đang mơ mộng. Ông ta đã tụt xuống mức thấp nhất có thể. Cựu sĩ quan tình báo bật cười. Gần đây, truyền thông phương Tây ngày càng có nhiều bài viết nói rằng Mỹ và EU đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột Ukraine và sự ủng hộ của họ dành cho chế độ Kiev đang suy yếu. Theo kênh truyền hình NBC, các quan chức Mỹ và châu Âu đã thảo luận với Kiev về những hậu quả có thể xảy ra của các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, bao gồm cả những nét phát thảo chung về những gì Ukraine có thể phải từ bỏ để đạt được thỏa thuận. Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục thích ứng trước các lệnh trừng phạt cấm vận dầu mỏ của phương Tây và hành động theo cách phù hợp nhất với lợi ích của mình. Theo tờ Old Price, Moscow vừa đưa ra phản ứng trước các báo cáo nói rằng Mỹ đang cân nhắc trừng phạt thêm nhiều tàu vi phạm chính sách trần giá của G7 đối với dầu mỏ Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga đã có giải pháp để thích ứng với các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm ngặt của Mỹ đối với giao dịch dầu mỏ của Moscow và đang hành động phù hợp với lợi ích của chính mình. Theo biện pháp trần giá do G7, Liên minh châu Âu EU và Australia áp đặt với dầu mỏ Nga, các chuyến hàng dầu thô của Moscow vận chuyển sang các nước thứ ba có thể sử dụng bảo hiểm và tài trợ của phương Tây nếu hàng hóa được bán ở mức hoặc dưới mức trần 60 USD một thùng. Biện pháp này có hiệu lực vào tháng 12 năm 2022 khi EU áp đặt lệnh cấm vận đối với nhập khẩu dầu thô của Nga. Vào hồi tháng 2 năm nay, G7, EU và Australia tiếp tục áp đặt hạn chế tương tự đối với các sản phẩm dầu tinh chế xuất khẩu của Nga tuy nhiên các quan chức phương tây được cho là ngày càng lo ngại nga có thể bán phần lớn lượng dầu mỏ của mình vượt mức giá trần tháng trước chính quyền tổng thống joe biden đã có lập trường cứng rắn hơn liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của nga và đã xử phạt hai tàu vi phạm biện pháp trần giá washington cũng được cho là đang nỗ lực để hạn chế tối đa việc các hãng vận tải biển né chính sách trần giá đối với dầu mỏ nga Hãng tin Reuters đầu tuần này đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu thông tin từ các công ty quản lý tàu về 100 tàu chở dầu bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga. Theo tờ báo Anh, các tàu chở dầu đang bị giám sát đã nạp dầu thô của Nga từ cảng Komino ở Viễn Đông và từ cảng Primoz trên biển Baltic. Người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ với Reuters, Bộ Tài chính cam kết thực thi giới hạn giá và giảm nguồn lực của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine biện pháp trần giá đối với dầu thô Nga do G7, EU và Australia áp đặt không phát huy hiệu quả vì hầu như không có lô hàng dầu thô nào được giao dịch dưới mức giá giới hạn 60 USD mỗi thùng. Một quan chức cấp cao của EU thừa nhận Nga đã thành công trong việc vượt qua giới hạn trần giá dầu của phương Tây. Dữ liệu mới nhất cho thấy chúng tôi sẽ phải cứng rắn hơn không để Nga tiếp tục làm điều này, vị này cho hay. Số liệu thống kê chính thức của Nga cho thấy giá dầu trung bình bán ra trong tháng 10 là 80 USD mỗi thùng. Trong khi đó, báo cáo được cơ quan năng lượng quốc tế IAA công bố cho thấy giá dầu và các sản phẩm tinh chế dầu mỏ của Nga, trừ xăng và dầu ga chân không, trong tháng 10 đều vượt qua mức trần giá của phương Tây. Các quan chức EU đang xem xét cách thức để siết chặt việc thực hiện chính sách trần giá, bao gồm các lựa chọn nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Nga vào thị trường tàu chở dầu đã qua sử dụng. Giá dầu Urals của Moscow trong mùa hè năm nay đã tăng mạnh và vượt mức giá trần 60 USD một thùng sau khi Nga và Ả Rập Saudi cùng các nước trong nhóm OPEC cộng cắt giảm mạnh nguồn cung và xuất khẩu dầu mỏ. Việc giá dầu Nga tăng vượt mức trần giá đã giáng đòn mạnh vào nỗ lực của các nước phương Tây nhằm siết chặt nguồn doanh thu từ năng lượng của Moscow. Mặc dù doanh thu từ việc bán dầu và khí đốt của Nga trong tháng 1 năm 2023 giảm 46% so với cùng kỳ xuống còn 426 tỷ rúp sau khi phương Tây áp đặt biện pháp trần giá dầu. Tuy nhiên, kể từ đó, doanh thu của Nga đã tăng đáng kể. Số tiền thu được từ việc bán dầu và khí đốt của Nga đã tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng vào tháng 10 vừa qua. Giá dầu tăng vọt đã thúc đẩy thu nhập từ xuất khẩu năng lượng của Moscow. Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga trong tháng 10 đạt 1,63 ngàn tỷ rúp, bất chấp dự báo về thâm hụt lớn. Nga từng đạt mức doanh thu cao nhất từ xuất khẩu năng lượng là hơn 1,8 ngàn tỷ rúp vào tháng 4 năm 2022. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng ký dự luật tài trợ của chính phủ đã được Hạ viện thông qua, trong đó không cung cấp viện trợ bổ sung cho Israel hoặc Ukraine. Một nguồn tin từ quan chức Nhà Trắng cho biết, nếu Thượng viện thông qua dự luật, Tổng thống sẽ ký vào nghị định người đối thoại nói với CNN. Vài giờ trước, Hạ viện đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn việc đóng cửa. Bây giờ Thượng viện có thời hạn đến thứ 6 để phê duyệt nó. Cho đến ngày 19 tháng 1, kế hoạch hai giai đoạn sẽ gia hạn tài trợ cho các ưu tiên như quốc phòng, hỗ trợ cựu chiến binh và nhà ở. Điều phối viên truyền thông chiến lược Nhà Trắng John Kirby tuyên bố Mỹ đã chi 96% tổng số tiền được phân bổ để hỗ trợ Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga. Theo lời ông, Lầu Năm Góc chỉ còn lại khoảng 1,1 tỷ USD và khoản tiền này dự định thay thế vũ khí trong kho quân đội Mỹ. Vào tháng 10, việc nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Quốc hội viện trợ 24 tỷ USD cho Ukraine gần như khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Lý do cho điều này là do các nghị sĩ đảng Cộng hòa từ chối phê duyệt ngân sách, bao gồm các quỹ dành cho nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Giờ đây, Hoa Kỳ không còn tiền mới cho Ukraine và số tiền đã thỏa thuận trước đó sẽ chỉ đủ trong tương lai ngắn hạn. Theo số liệu từ truyền thông Mỹ, Viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo do Mỹ cung cấp cho Kiev đã vượt quá 100 tỷ USD. Việc áp dụng chiến thuật tấn công chấp nhoáng kiểu phương Tây đã khiến Ukraine chật vật trước phòng tuyến Nga và không thể tiến thêm khi mùa đông đến. Đại tướng Mark Milley, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hồi giữa tháng 9 cho rằng Ukraine chỉ còn hơn một tháng để tiến hành cuộc phản công, trước khi mưa, bùn lầy gây ảnh hưởng tới khả năng cơ động trên chiến trường. Tướng Valery Jaluny, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng cuộc phản công của nước này đã rơi vào bế tắc. Thêm rằng rất có thể Kiev sẽ không đạt được bước đột phá ấn tượng như mong đợi khi bắt đầu chiến dịch vào tháng 6. Mặc dù Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đang cân nhắc thay đổi chiến lược để có thể đẩy nhanh tốc độ tiến công trong thời gian tới, các chuyên gia quân sự cho rằng Kiev sẽ rất khó xoay chuyển được tình thế khi Ukraine đang bước vào thời kỳ Bedorichia. Đây là thuật ngữ thể hiện hiện tượng mặt đất trở nên lầy lội, nhão nhuyết do ảnh hưởng của thời tiết. Hiện tượng này chỉ xuất hiện rõ nhất khi băng tan vào mùa xuân, nhưng nó cũng thường xảy ra sau những trận mưa lớn vào mùa thu. Bùn lầy cũng gây khó khăn cho quá trình hành quân bộ của binh sĩ. Khi trời lạnh hơn và mặt đất đóng băng, họ có thể di chuyển dễ dàng hơn, nhưng dễ bị đối phương phát hiện bằng mắt thường hoặc thiết bị tầm nhiệt khi di chuyển trên nền tuyết trắng. Lực lượng Nga ít bị ảnh hưởng hơn do họ cố thủ trong các công sự, hầm hào được cách nhiệt và bảo vệ tốt chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của ukraine đã sớm phá sản trước phòng tuyến surovikin kiên cố của nga ở mặt trận phía nam với các bãi mìn dày đặc khiến xe tăng thiết giáp mắc kẹt và làm mồi cho hỏa lực không quân pháo binh các mũi xung kích nhanh chóng bị chặn lại trước chiến hào nga khiến ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề trong vài tuần đầu phản công thực tế này khiến các quan chức phương tây thất vọng họ cho rằng nguyên nhân thất bại không phải là sai lầm về chiến thuật hay do xe tăng thiết giáp không còn hiệu quả trong chiến tranh hiện đại mà là vì ukraine đã không vận hành chiến thuật này một cách đúng đắn họ nghĩ nếu sư đoàn thiết giáp trên được trao vào tay các sĩ quan phương tây kết quả sẽ khác hơn rất nhiều các chuyên gia quân sự cho hay để tiến hành thành công một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, xe tăng thiết giáp trước hết phải vượt qua được phòng tuyến đầu tiên của đối phương. Đây là thử thách lớn đối với Ukraine hay bất cứ quân đội nào, do các phòng tuyến Nga rất kiên cố, được gai min dày đặc và có hỏa lực áp đảo. Để vượt qua phòng tuyến đối phương, về lý thuyết, Kiev có thể lựa chọn phương án đi vòng qua giống như cách tướng Đức Hengudian từng làm để đánh bại phòng tuyến Maginot nổi tiếng của Pháp vào hồi Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, phương án này trên thực tế là không khả thi do các điều kiện ràng buộc từ phương Tây khi viện trợ vũ khí cho Kiev. Trong trường hợp lực lượng Ukraine xuyên thủng được phòng tuyến Nga ở phía đông, họ sẽ phải dừng lại ở khu vực biên giới, không thể tiến sâu hơn do Mỹ và đồng minh không muốn Ukraine tấn công trực diện lãnh thổ Nga. Họ lo sợ điều này có thể làm xung đột tại khu vực leo thang phương Tây phải mất nhiều tháng mới chuyển giao xe tăng thiết giáp cho Ukraine đã tạo điều kiện cho Nga có thời gian để xây dựng, củng cố phòng tuyến Surubikin, khiến cuộc phản công của Kiev ngày càng thêm khó khăn. Chính phủ SIP ngày hôm nay tuyên bố sẽ điều tra các cáo buộc mới của một nhóm nhà báo quốc tế rằng nước này đang là trung tâm rửa tiền, tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt Nga lại cao lệnh trừng phạt, phương Tây giáo giết trước loạt thắng lợi của Nga. Theo một cuộc điều tra của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế và 67 đối tác truyền thông, hòn đảo phía đông địa Trung Hải đóng một vai trò thậm chí còn lớn hơn những gì mà người ta thường biết đến trong việc chuyển tiền bẩn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hiệp hội này cho biết cuộc điều tra mang tên bí mật ship dựa trên một hồ sơ nội bộ bị do dỉ có từ giữa năm 1990 đến tháng 4 năm 2022, bao gồm kiểm tra lý lịch bí mật, sơ đồ tổ chức, báo cáo tài chính, đơn đăng ký tài khoản ngân hàng và email. Đây không phải là lần đầu tiên ship một thành viên liên minh châu Âu-EU được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà tài phiệt Nga. Quốc đảo này vốn là nơi sinh sống của cộng đồng người Nga đông đảo Limasson trên bờ biển phía nam, thường có biệt danh là Moscow trên địa trung hải, từ lâu đã là thỏi nam châm, thu hút những người nói tiếng Nga. Chính phủ SIP cho biết họ đã thực hiện hành động nghiêm ngặt chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ngân hàng Trung ương SIP cho biết chính quyền Nga đã đóng cửa 43.000 công ty ma và 123.000 tài khoản ngân hàng đáng ngờ trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định rằng chỉ có 2,2% tổng số tiền gửi ngân hàng trên đảo hiện thuộc về người Nga. Tuy nhiên, hiệp hội này cho biết sự phụ thuộc của hòn đảo vào nguồn tiền của Nga và nước ngoài khác mang lại những hệ quả bất ngờ mà đến tận bây giờ mới được nhận ra thông qua một cuộc điều tra kéo dài 8 tháng qua của nhóm này. Trong một diễn biến khác, Financial Times dẫn lời các quan chức phương Tây và dữ liệu xuất khẩu của Nga đưa tin, Moscow gần như đã tìm được cách phá vỡ hoàn toàn giới hạn giá của G7 đối với xuất khẩu dầu của nước này. Theo một quan chức cấp cao giấu tên của châu Âu tiết lộ, hầu như không có chuyến hàng dầu nào của Nga trong tháng 10 năm 2023 được bán dưới mức giá trần 60 USD một thùng mà G7 đặt ra. Quan chức này cho biết, dữ liệu mới nhất cho thấy rằng chúng tôi sẽ phải cứng rắn hơn hoàn toàn không muốn để nga tiếp tục làm điều này Mức trần giá 60 USD một thùng được áp đặt vào tháng 12 là một phần quan trọng trong nỗ lực của các nước G7 và các đồng minh nhằm cắt nguồn thu nhập của Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine. Doanh số bán dầu và khí đốt đã chiếm hơn 28% số tiền thu ngân sách của Nga trong năm nay, mang lại cho nước này doanh thu 1,6 nghìn tỷ rúp, tương đương với 17,63 tỷ USD chỉ trong tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, giá dầu toàn cầu tăng trong năm nay cũng khiến một phần đáng kể dầu của Nga được giao dịch trên mức trần. Bất chấp những khó khăn trong việc thực thi giới hạn giá, các quan chức phương Tây nói rằng họ cam kết duy trì giới hạn này, trong khi một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt đã buộc Nga phải bán dầu của mình mà không có bảo hiểm hoặc vận chuyển của phương Tây, khiến lợi nhuận của Nga cũng ít nhiều chịu tổn thất. Cùng ngày Reuters dẫn một thông báo chính thức cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang yêu cầu đến khoảng 100 tàu chở hàng bị nghi ngờ đã vi phạm lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga. Theo nguồn tin của Reuters, các thông báo đã được văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ gửi tới các chủ tàu ở khoảng 30 quốc gia. Đây được cho là bước đi lớn nhất của Mỹ kể từ khi Washington và các đồng minh áp đặt mức trần giá. Bộ Tài chính Mỹ hiện vẫn chưa xác nhận thông tin này. Người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, mặc dù chúng tôi không xác nhận hoặc là bình luận về các cuộc điều tra hoặc hành động thực thi, bộ cam kết thực thi giới hạn giá và giảm nguồn lực của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Kể từ khi giới hạn giá được áp dụng vào tháng 12 năm 2022, các công ty có trụ sở tại EU, các nước G7 và Australia đã bị cấm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hải, chẳng hạn như bảo hiểm, với xuất khẩu dầu của Nga bằng đường biển nếu vượt quá giới hạn 60 USD một thùng. Các nước G7 cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho 90% hàng hóa trên thế giới và EU là bên đóng vai trò lớn trong vận tải đường biển. Vào ngày 12 tháng 10/2022, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với hai công ty và hai tàu vì vi phạm giới hạn giá bán dầu của Nga. Tổng thống Zelensky tiết lộ tình thế của Ukraine tại ADICA, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng việc chống chọi với cuộc tấn công dữ dội của Nga ở khu vực ADICA đang diễn ra vô cùng khó khăn trong bài phát biểu qua video tổng thống zelensky tuyên bố việc bảo vệ thị trấn adika là chìa khóa cho các kế hoạch giao tranh của nước này những tổn thất nặng nề mà nga phải gánh chịu có khả năng làm suy yếu nỗ lực của moscow nhằm tiến hành cuộc xung đột lớn hơn nga đã điều hàng trăm xe tăng và xe bọc thép chở quân tiến hành một cuộc tấn công cơ giới vào adika từ sườn phía đông theo người phát ngôn của quân đội ukraine trong ba ngày qua nga đã tăng cường sử dụng bom dẫn đường ở donetsk đặc biệt là xung quanh adika theo giới chức Ukraine cho biết đã đẩy lùi 18 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua. Ở Mỹ thừa nhận khả năng xung đột với Nga nếu Ukraine là thành viên của NATO. Việc gia nhập NATO của Ukraine ngay cả khi không có các vùng lãnh thổ bị mất vẫn có thể dẫn đến xung đột với Liên bang Nga. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu, Douglass John cho biết, báo Guardian đưa tin cựu Tổng thư ký NATO Ander Foramusen đề xuất kết nạp Ukraine vào liên minh mà không có các vùng lãnh thổ bị mất. Theo ông, việc đó sẽ làm giảm nguy cơ xung đột giữa Liên minh và Liên bang Nga. Đồng thời, như cựu tổng thư ký Liên minh chắc chắn, xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không bị đóng băng theo cách này. Tôi nghĩ rằng với kế hoạch như vậy, các vị sẽ rất nhanh chóng thấy NATO bị lôi kéo vào cuộc xung đột, Hoa Kỳ bị lôi kéo vào cuộc xung đột, và tôi nghĩ đây chính là vấn đề đối với đề xuất như vậy. Ông Douglas nói tại một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương, hoạt động của tổ chức này được coi là không mong muốn ở Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố đối với Nga, việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được dưới mọi hình thức. Về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, sau khi Kiev tăng cường tấn công Donetsk và Lugan, theo yêu cầu của các nước Cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraine tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã đi đến quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt. Mỹ loay hoay giữa Israel và Ukraine Kế hoạch chi tiêu của Mỹ tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi và bế tắc, phản ánh bất đồng trong ưu tiên chính sách đối ngoại của nước này với Israel và Ukraina. Mặc dù việc ủng hộ Israel là lập trường chung của cả hai đảng, nhưng cách phân bổ tài chính của Đảng Cộng hòa đang bị Đảng Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa phản đối. Dự luật cấp thêm khoản viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel là một trong những chính sách lớn đầu tiên của ông Johnson trên cương vị mới. Chính trị gia này nhậm chức với khối lượng công việc trông chất sau nhiều tuần hạ viện không thể hoạt động vì thiếu chủ tịch. Trong dự luật, Đảng Cộng hòa muốn chi 14,3 tỷ USD giúp Israel nhưng sẽ cắt khoản tài trợ 14,5 tỷ USD cho Sở Thuế vụ Liên bang Mỹ và cũng không đề cập đến chuyện viện trợ cho Ukraine. Điều này khiến các đảng viên Dân Chủ thất vọng. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội xem xét dự luật chi tiêu trị giá gần 106 tỷ USD gói này bao gồm nhiều vấn đề từ an ninh biên giới hỗ trợ nhân đạo viện trợ nước ngoài cho ukraine israel cho tới giúp đỡ các đối tác ở ấn độ dương thái bình dương chủ yếu là đài loan chính quyền ông biden muốn gộp chung một gói viện trợ cho cả ukraine lẫn israel nhưng đảng cộng hòa tại hạ viện lần này chỉ muốn giúp israel dự luật của đảng cộng hòa phản ánh phần nào quan điểm của họ trong việc chi tiêu ngân sách cũng như chính sách đối ngoại và tình trạng bế tắc có thể xảy ra trước hết vì dự luật này nhiều khả năng không được thông qua Đảng Dân Chủ chỉ trích Đảng Cộng Hòa làm trì trệ kế hoạch hỗ trợ Israel khi đưa ra một kế hoạch khó đạt được sự đồng thuận. Ngay cả lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện Mick McConnell cũng nói ông cảm thấy có tới 4 vấn đề cần được đề cập, bao gồm Ukraine, Israel, Đài Loan và an ninh biên giới. Nhà Trắng vào ngày 31 tháng 10 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phủ quyết dự luật nói trên nếu nó chỉ cung cấp viện trợ cho Israel mà không cung cấp cho Ukraine, kể cả khi dự luật này đã được lưỡng viện thông qua. Hai khác biệt lớn nhất giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ là quan điểm về Ukraine và chi tiêu công. Đảng Dân Chủ muốn chi tiền cho mọi thứ, còn Đảng Cộng Hòa chú trọng cân đối ngân sách. Phe Cộng Hòa cơ bản không ủng hộ chuyện tiếp tục đổ tiền vào Ukraine, nhất là khi ông Biden muốn dành hơn 50% của gói 10,6 tỷ USD cho Ukraine. Ngoài ra, người Cộng hòa muốn cắt 14,5 tỷ USD trong 80 tỷ USD tài trợ cho sở thuế vụ. Và điều này bị xem là nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm vào đạo luật giảm lạm phát của chính quyền ông Biden phe dân chủ cáo buộc đối thủ muốn chính trị hóa an ninh quốc gia lợi dụng tình thế để cắt tài trợ cho irs họ cũng tố phe cộng hòa muốn làm lợi cho việc đóng thuế của người giàu và tạo tiền lệ nguy hiểm cho việc gây quỹ bằng cách cắt các chương trình cần thiết khác những tranh cãi cũng đồng nghĩa việc kế hoạch chi tiêu của mỹ khó được giải quyết sớm và thông tin này rõ ràng là không vui với israel tại cuộc điều trần của ông blinken và ông austin đã xuất hiện nhiều người biểu tình phản đối israel họ hét lên những câu như ngừng bắn ngay và hãy để Gaza được sống. Các cuộc biểu tình phản đối Israel cũng đã lan rộng từ đường phố của nhiều quốc gia phương Tây cho tới tận cơ quan lập pháp của Mỹ. Cuộc chiến càng kéo dài, áp lực quốc tế dành cho Israel sẽ càng lớn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Trước khi rời kênh, mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.